Hôm qua tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang trọng với sự tham gia của du khách. Qua 17 năm tổ chức, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Vua Hùng bên trong khu du lịch Suối Tiên vẫn giữ nguyên nét truyền thống và khơi dậy tinh thần gìn giữ các giá trị văn hóa quý báu của người Việt, thu hút hàng ngàn du khách tìm về dân hương tưởng nhớ ơn khai quốc của các vua hùng. Lễ tế được chủ trì bởi ban quý tế Lăng Miếu Bà Chúa xứ núi Sam Châu Đốc với các nghi lễ trang trọng. Bên cạnh các chương trình nghệ thuật đặc sắc, còn có các tiết mục hoạt cảnh, anh hùng dân tộc nhằm tôn vinh gìn giữ nét đẹp tuồng cổ, nhắc nhớ lịch sử hào hùng của dân tộc. Gần 500 chiếc bánh chưng lên vua hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Dịp này, Suối Tiên còn ra mắt công trình mới Tinh Tú Thiên Hà, The Nebula, giới thiệu mô hình game giải trí công nghệ thực tế ảo hiện đại, khám phá vũ trụ huyền bí, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho du khách.